cứu ra nhanh. Ui 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 ui, cứu tiếp, cứu tiếp, không không xuống đây, cứu tiếp, ra đây, ra đây. Cái gì lại cạch ở ngoài sân nhỉ? Cái gì nhỉ? Ôi! Thằng nào kia? Ôi ôi! Ôi! Mày thằng nào ấy? Ui, khúc kia à? Hả? Mày làm gì ấy? Ôi! Ôi ôi ôi! Cút! Ôi mày! Sao lại khúc khúc kia này? Mày thằng nào giả dạng khúc kia à? Hả? Ôi ôi! Ôi ôi! Được được! Cút, cút nhanh. Đi ra chỗ khác. Cút. Ui, 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 ui. Mày thằng nào giả dạng hút ghi đúng không? Hả? Ui. Đi ra, ra khỏi nhà tao nhanh. Ui, ui. Mày thằng nào? Ui, ui. Trời. Ui, thả gấu ra nhanh. Ui 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 ui. Ui, đứng lại. Ui, gấu tiếp, gấu tiếp. Không không xuống đây, gấu tiếp. Ra đây, ra đây. Không đi theo nó. Rồi. Còn sao không? Gấu tiếp. Gấu tiếp ra đây xem nào. Còn sao không? Hả? Mày sao không? Hả? Thằng nào dám giả dạng hút ghi hay là hút ghi thật nhỉ? Chắc thằng nào trẻ trâu rồi giả dạng hút ghi vừa chạy đây mà chạy đâu nhỉ? Đi vào chuồng nhanh, không được ra ngoài nữa, nó bắt thật bây giờ. Đi vào đây, ở trong đấy thôi, càng áo nữa không được ra nhá, không cắn nhau. Vừa rồi tự dưng lại có một đối tượng giả dạng hút ghi, mình nghĩ là giả dạng thôi đó. Nó đến, nó định ăn trộm con gấu tuyết kia của anh em mình. Nhưng mà may là làm sao mình lại ra kịp, là nó đã bỏ chạy. Đấy, nên là may là gấu tuyết và ngao hút kia vẫn còn ở kia. Mình sẽ điều tra ra để xem là cái thằng giả dạng này là ai anh em nhé. Có thể một, nó là người biết anh em mình và nó đang có ý định trêu anh em mình. Hai nữa là có khi là người lạ, giả dạng đó. Rất là lạ luôn. Nam Tí Vương ơi, mày với đâu về? Hả? Em với đi chơi. Chơi. Vừa đấy anh ở nhà, anh đang ngủ ấy, tự nhiên có cái thằng nào hút ghi hút ghi. Chắc anh nghĩ giả dạng rồi, to đùng luôn. Có thằng hút ghi hút ghi thằng nào? Anh không biết, nó giả dạng xong nó vào nó định bắt con chó của anh à? Thế? Ừ. Kinh vãi trưởng là nó đập và hỏng cả camera rồi. Thì à? Nhưng mà có quay lại. Có một đoạn camera vẫn lưu lại mà. Đưa em xem. Ê, mày mở phần camera ra mà xem. Ấy. Anh vẫn lưu lại mà, lưu được một đoạn đến lúc nó đập tối đi thì không nhìn gì. Anh nghĩ là nó mặc đồ thôi. Anh Hùng ơi. Ơi. Thằng này đợt hôm trước ấy, em lấy cái điện thoại của anh mà có cái phần mềm dò ma ấy. Ừ. Em ra cái nhà khu hoang, em rủ cả ông Hiệp đầu moi với lại cu Linh đi cùng ấy. Ừ. Em gặp thằng này mà. Mày gặp ở trong đấy luôn. Có giống không? Y hệt như này luôn. Y như thế luôn. Không khác đi luôn thề. Thế hay là nó là bọn nào nó định cho anh em mình nhỉ? Không, em không biết được. Hay là fan nó định mặc đồ nó cho? Fan thì mà to thế. Nhưng mà chắc cái đấy là nó chỉ là đồ thôi chứ làm gì có hút ghi đúng không?
Mày không đúng không với em đang đi dò ma. Thế sao chúng mày không bắt nó à? Bắt làm sao được, kinh bố hơn được. Thế đang dò nó ra nó dọa à? Đang dò ra nó dọa. Xong rồi cuối cùng đi đâu, chạy à? Xong vừa chạy. Thế thì về luôn. Thế thì có khi là thế thì hôm đấy mày dò là trước cái hôm nay rồi. Thế khả năng nó theo dõi là lên lên nhà rồi. Mẹ lên nó tí nó bắt mất cái con kia. Ừ. Nó chạy đường nào anh? Xong đây, nó chạy xuống dưới khu dưới này nhưng anh không dám đuổi. Khu dưới này ừ. Có đường không? Có. Hỏng hết cả camera rồi. Đây này, anh chỉ thấy nó chạy xuống đây thôi. Xong là mất hút rồi. Ừ, khả năng thế. Cái gì đấy? Cái gì đấy? Ai viết đấy? Không biết. Húc ghi đã mất. Hi trên đồi sau nhà là như nào? Húc ghi đã mất là nào? Là như nào? Sao lại húc ghi đã mất nhỉ? Ghi đã mất ghi trên đồi sau nhà. Anh có ai biết đấy? Không biết. Hay mày lại đấy... hay là mày giở trò từ hôm nay mày cho anh? Mày thuê ai? Cho anh cái không có camera của em ở đây nhưng mà tím cho anh xem. Cái vụ mà mày đi trong nhà hoang gì? Nhưng mà con húc ghi của anh đâu? Anh biết đâu anh vẫn để ở trên nhà mà. Anh lên xem có còn không? Hay là hay vào trộm mà cái của anh rồi. Cái đây đúng không? Ừ nhỉ, con màu xanh đâu rồi? Con đúng con cái CBC này. Ừ. Thì là đúng rồi, thằng này nó vào trộm mất con húc ghi của anh rồi. Ừ nhỉ, đâu nhỉ? Anh để hai con ở đây mà. Đây còn mỗi Kissy thôi. Đây xem lại nào. Đùi sau nhà này. Thế thì đúng nó lấy mất con này của anh rồi. Nó vào lúc nào nhanh ấy nhỉ? Hôm đấy anh ra là chỉ thấy nó ở sân không, anh đuổi đi luôn mà. Em ơi, hay cái đùi ở đằng sau nhà mình ở đây nhỉ? Lúc đằng sau nhà mình có tặng mấy cái đùi, biết cái đùi nào? Hay là anh em mình thử lên trên đấy xem. Hay là nó hẹn mình lên đấy để lấy lại con húc ghi nhỉ? Gió muộn rồi để mai lên. Mai gọi thêm người lên nhá. Mai lên. Đây. Mai gọi thêm người lên xem nào. Nhưng biết đâu lên nó bắt anh em mình ra. Thì chỉ bảo mai gọi đông đông lên mi ấy chứ. Giờ không, anh nghĩ thằng nào đang bày trò cho. Chả ai cho đâu. Thằng nào thuê người mặc bộ đồ húc ghi để cho mình thôi, em hiểu không? Hay là bọn trẻ trâu. Trẻ trâu gì mà trông nó to to ngang anh luôn. To hơn em luôn. Ừ. Thì không biết là cứ để mai ạ. Mai nhá. Mai. Ừ, mai em đi. Mai mình sẽ cùng cu Vương với lại rủ thêm một hai người nữa thử đi lên sau đồi mình xem là có thực sự là nó định hẹn gặp anh em mình ở đấy không. Nó khử mất con húc ghi búp bê của mình rồi. Đấy, hôm đấy nó vào nhà lúc nào mình không biết. Đấy. Chắc chắn là phải lột được mặt lạ của thằng này anh em nhé. Để xem nó là ai, mình nghĩ là một ai đó cho thôi, mua bộ đồ húc ghi về cho thôi, chứ húc ghi không bao giờ có thật. Đấy. Cay lắm rồi.